V2 nha, của Thái Lan sản xuất. Neo hai bát, hai chép neo titan. Cái này về tinh ninh mọi người. Rồi. Em cắm vô cái monitor. Chất âm monitor rất là dễ chịu mọi người. Xuống được là 45 Hz nha mọi người. Ha, 45 Hz. Còn cái loa bên đây là xuống được 90 Hz. Ha, nó cắm vô loa chính á. Còn loa bên đây. Loa bên đây. Nó là chính nha mọi người. Hết nhạc á. Từ nó lên nè. Này giá chỉ có là 13 triệu tư thôi, này là 31 triệu thôi. Cái bản nâng cấp của bát của V2 600 W một cái lo, một củ bát thì một cái lo như là 1400 W cái độ GMS 4 ohm nha mọi người.